Chúng ta đang có mặt trên sân bóng đá trung tâm liên đoàn để chứng kiến vòng chung kết bóng đá nữ MB khu vực miền Bắc năm 2024. Trước mắt chúng ta sẽ là lượt trận ở vòng thi đấu thứ hai giữa đoàn 15 FC nữ Haja Sucha và Tây Bắc Bộ 04 nữ MB Bắc Giang. Trong một trận đấu thì các cầu thủ bên phía của TBB 04 sẽ là những người ra bóng trước. Treo bóng khá nguy hiểm. Huế, Tạ Thị Huế, số 6 là Thanh Mai, 11 Minh Trang, 19 là các cầu thủ 19 là Thị Thúy. Đây là tình huống phản công dành cho đoàn 15. Vẫn còn khá nhanh, tiếng còi ngay lập tức cất lên. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc. Mai Phượng pha bóng lên, cơ hội phản công, tốc độ rất tốt và đây là cơ hội không vào. Tình huống nỗ lực dứt điểm của Nguyễn Ngân. Rất nhiều những cơ hội dành cho Nguyễn Ngân ở trong những phút thi đấu vừa qua. Và vừa rồi là cơ hội rõ ràng nhất dành cho cầu thủ mặc áo số 26. Đang được áng ngữ bởi hai cái tên Ngọc Bích. FC nữ Hà Giang Trà chuẩn bị có sự thay đổi người. Sau những phút thi đấu vừa qua, bên phía nơi tuyến giữa cao thủ của đoàn 15 trọng tài ơi, trọng tài ơi. Tiếng tấn công dành cho đoàn 15. Lưu Thị Dung, Thu Nhàn, tình huống treo bóng của Thu Nhàn không được, bóng lập bập trước khung thành. Tạ Thị Huế khá nguy hiểm, bóng vẫn còn. Cắt ngang rất nguy hiểm, quay tới từ thủ thành bên phía của đoàn 15. Đang có những lời nhắc nhở dành cho vị trí của Tạ Thị Huế. Những cơ hội cũng đã có với cả hai đội. Và sang hiệp thứ hai, các cầu thủ ra bóng trước sẽ là cầu thủ bên phía của đoàn 15 FC nữ Haja Sucha. Họ vẫn trong bộ trang phục quen thống truyền thống trắng đỏ đen, bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Trong khi đó các cầu thủ bên phía của Tây Bắc Bộ treo bóng, đánh đầu rất nguy hiểm. Trọng tài xác định sẽ là quả đá phạt dành cho cầu thủ bên phía đoàn 15. 5 triệu đồng đầu tiên dành của anh Trương Lê. Công vào, bóng vẫn còn. Khá tốt, bấm một cái không được. Vị trí của Lưu Thị Dung, tình huống dứt điểm trúng đích khá nguy hiểm. 2-1, vượt qua được một người, tiếp tục là cơ hội không vào. Rất đáng tiếc với vị trí của Trần Thị Thúy. Tình huống đã là quá hay tới từ số 19, vượt qua được một người và thực hiện tình huống dứt điểm, tuy nhiên bóng lại đi chạy bên phía đoàn 15. Trong những giây phút mà đội bóng
của bên phía đoàn 15 miễn mai tấn công thì bất ngờ họ phải nhận một đòn hồi mã thương tới từ các thủ bên phía tem 04. Do đôi chân của cô gái mang áo số 19. Và lần này tình huống đá phạt rất nguy hiểm và đó là siêu phẩm của Trần Thị Thúy. Quá đẳng cấp. Bàn thắng mở tỷ số đã có với các cầu thủ bên phía T104. Tình huống đặt lòng điểm 10 của Trần Thị Thúy. Bóng đi thẳng và góc xa không thành. Và 1-0 dành cho T104. Thu Nhạn. Nguyễn Ngân. Tình huống tạt lòng không thành công của số 26. Người có thể tạo ra những cơ hội. Đây là Nguyễn Ngân công vào. Tình huống dứt điểm nối rất đầy của số 26, tuy nhiên bóng vẫn chưa đi đủ lực. Nguyễn Ngân rất nỗ lực tới từ vị trí Nguyễn Ngân, đây là cơ hội và penalty. Tấm thẻ vàng cầm sang trong tay. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Nỗ lực của Nguyễn Ngân và tình huống băng lên của Lưu Thị Dung đã buộc cho vị trí của Tạ Thị Huế phải phạm lỗi. Không phải, đây là cơ hội nhưng không vào. Tiếp tục là cơ hội không thành công. Khá nguy hiểm. Mất bóng giữa sân, tình huống dứt điểm từ xa không được. Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thị Thúy đã cắt được bóng, thiếu dứt điểm, không được và tiếng còi cuối cùng cũng đã kết lên. Chiến thắng gọi tên Tây Bắc Bộ 04 sau bàn thắng siêu phẩm của Trần Thị Thúy. Ngày hôm nay thì các cô gái bên phía của đoàn 15 FC nữ Hajasucha cũng đã thi đấu rất nỗ lực, họ đã có cho mình được rất nhiều những cơ hội vỡ rệt. Và chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo của giải bóng đá vòng chung kết bóng đá nữ MB khu vực miền Bắc năm 2024. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.